Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác vì thành tựu các tướng tốt như thế, nên ánh sáng nơi thân tùy ý có thể chiếu khắp thế giới tam thiên đại thiên, không có chỗ nào không tới. Khi vừa khởi ý, liền có thể chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới, nhưng vì thương xót các hữu tình nên thu nhiếp hào quang, thường chiếu mỗi bên một tầm, nếu bung hào quang nơi thân ra, thì chính ánh sáng của nhật nguyệt vân vân đều lu mờ. Các loài hữu tình chẳng có thể phân biệt ngày đêm, nửa tháng, ngày giờ số năm, có làm sự việc gì chẳng thành tựu được. Âm thanh của Phật tùy ý có thể biến khắp cả thế giới tam thiên đại thiên, khi tác ý liền có thể biến khắp vô lượng vô biên vô số thế giới, nhưng vì lợi lạc các hữu tình nên âm thanh tùy theo số lượng người nghe chẳng tăng chẳng giảm. Này thiện hiện, những công đức thắng lợi như thế, ta trước kia ở địa vị Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã có thể hoàn thành, cho nên nay tướng tốt viên mãn trang nghiêm, tất cả hữu tình thấy đều hoan hỷ, đều đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Này thiện hiện, như thế Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có thể dùng hai loại bố thí là tài thí và pháp thí nhiếp hóa các hữu tình, đó là pháp cực kỳ hy hữu. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát dùng ái ngữ mà nhiếp hóa các hữu tình? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng lời lẽ nhu hòa, vì các loài hữu tình trước hết nói bố thí Ba La Mật Đa phương tiện nhiếp thọ, kế đến nói tịnh giới Ba La Mật Đa phương tiện nhiếp thọ, tiếp theo nói an nhẫn Ba La Mật Đa phương tiện nhiếp thọ, rồi nói tinh tấn Ba La Mật Đa phương tiện nhiếp thọ, lại nói tịnh lự Ba La Mật Đa phương tiện nhiếp thọ, sau nói Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện nhiếp thọ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng lời lẽ nhu hòa, nói nhiều về sáu phép Ba La Mật Đa này để nhiếp thọ loài hữu tình. Vì sao? Vì do sáu phép Ba La Mật Đa này có khả năng nhiếp thọ các thiện pháp. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát có thể dùng lợi hành để nhiếp thọ các hữu tình? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, ở trong thời gian vô tận dùng đủ mọi phương tiện, khuyên các hữu tình siêng tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa và các loại thiện pháp thủ thắng khác thường không lười bỏ. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát có thể dùng đồng sự để nhiếp thọ các hữu tình? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng thần thông thủ thắng và đại nguyện lực, hiện ở trong địa ngục bàng xanh quỷ giới người trời vân vân, cùng họ làm việc phương tiện nhiếp thọ, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát có thể dùng bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự như thế để nhiếp thọ các hữu tình, đó là pháp cực kỳ hy hữu.